Thưa quý vị, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Trần Lê Huy, sinh năm 1991, trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, để làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công hàng loạt người đi đường, trong đó chủ yếu là phụ nữ, nữ sinh, gây hoang mang dư luận thời gian qua. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 11, hai nữ sinh bị một người đàn ông tóc húi cua, mặc áo phông xanh cổ vịt, quần sóc, điều khiển xe máy màu đen, biển kiểm soát ngoại tỉnh bám theo và đến cạnh trường Trung học Phổ thông Vạn Xuân, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Người đàn ông đã vượt lên bên phải và dùng tay trái cầm đèn tuyết đập ngang mặt nữ sinh đi ngoài, khiến nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, người đàn ông bỏ chạy về phía Đê Long Biên, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Vào ngày 3 tháng 11, Huy điều khiển xe máy cầm theo gậy sắt có gắn đinh tấn công nữ sinh viên năm thứ 3 ở vỉa hè ngã tư Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng mắt. Một ngày sau đó, thì Huy đã tiếp tục dùng dao tấn công hai người phụ nữ tại khu vực Vincom Bà Triệu và phố Thái Phiên thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện nay thì ô nhiễm tiếng ồn đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại của xã hội, đặc biệt là tại các thành phố lớn, khi hoạt động diễn ra cả ngày lẫn đêm với các tiếng ồn từ công trường, giao thông đến tiếng của quán bar hay là quán karaoke. Và những tiếng ồn này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân mà còn làm xấu đi không gian đô thị. Tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội, công trường thi công ngay sát nhà dân. Khoảng 5 năm nay, bà Hương cũng như nhiều người dân khác luôn phải chịu đựng cảnh tiếng thi công cả ngày lẫn đêm. Tôi thấy rằng là ban đêm mà họ đổ bê tông là suốt cả đêm, coi các người già lại ở đây không ngủ được. Thì đóng chặt hết các cửa vào, nhưng mà nó vẫn ồn. Đấy, tại vì nó đổ bê tông là coi như họ cho cái ấy lên này, nó cứ chịch suốt đêm ấy. Coi như từ lúc độ khoảng 10 giờ đêm mà cho đến 5 giờ sáng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ bị ảnh hưởng bởi tiếng công trường mà mỗi khi tham gia giao thông thì người dân Hà Nội lại có một cái cảm giác rất là khó chịu. Như tôi đang đứng tại vị trí hiện tại, bên trái là tiếng còi xe inh ỏi, còn bên phải là tiếng loa kéo. Và theo như mức tôi đang đo được tại đây thì tiếng ồn đã lên tới mức là gần 80 decibel. Và theo ngưỡng cảnh báo an toàn tới sức khỏe thì có chỉ trong mức là dưới 70 decibel. Như vậy với mức 80 decibel như này thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Vâng, thưa quý vị các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một cái khu phố đi bộ tại Hà Nội là phố Đại Hiện. Và quý vị thể nghe thấy là rất là nhiều các cái âm thanh xung quanh đây, đặc biệt là những âm thanh từ quán bar, quán pub hay là vũ trường và cả những tiếng người dân xung quanh nữa. Và hiện tại thì trên tay tôi ngưỡng đo đang là trên 80 decibel, một ngưỡng tiếp tục là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người dân. Có lúc người ta mở đến quá 12 giờ đêm, quá đêm ý, nên là không ồn ào quá. Mà dân kêu rất nhiều mà công an xử lý ý, thì đến xong công an về người ta lại vẫn như thế. Theo các chuyên gia, nếu tiếp xúc thường xuyên với âm thanh trên 85 decibel sẽ ảnh hưởng đến thính lực. Âm thanh trên 70 decibel gây rối loạn nhịp tim, huyết áp. Và theo Viện Nghiên cứu Quốc gia về điếc và các rối loạn thính giác của Hoa Kỳ, nguyên nhân của việc giảm thính lực người trung niên, cao niên không phải do lão hóa mà bởi tiếp xúc với tiếng ồn quá mức. Bên cạnh những vấn đề về sức khỏe, tiếng ồn quá mức còn là nguyên nhân hàng đầu dễ dẫn đến các vấn đề về tinh thần. Mỗi người cần phải ý thức được rằng là ô nhiễm tiếng ồn cũng là một trong những cái nguồn mà có thể làm suy giảm cái sức bền về mặt tâm lý của chúng ta, làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe về mặt thính lực của chúng ta và dẫn đến một số những cái hành vi thiếu hoặc là mất kiểm soát khác nữa. Và cần phải có thể là cải thiện và xây dựng thêm những cái quy định liên quan đến ô nhiễm tiếng ồn và cái mức xử phạt về những cái hành vi mà gây phiền phức hoặc là gây ô nhiễm tiếng ồn cho cộng đồng với một cái mức phạt mà nó có tính chất là răn đe hơn. Tổ chức Thế giới WHO cảnh báo, 1/4 dân số thế giới đang gặp phải các vấn đề về thính giác. Vào năm 2050, số người có nguy cơ mất thính giác có thể tăng hơn 1,5 lần trong 3 thập kỷ tới, từ 1,6 tỷ người theo số liệu năm 2019 lên 2,5 tỷ người.
Bởi vậy, mỗi người cần tự giác hạn chế tiếng ồn để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh. Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Trong đó thì bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một thành phần quan trọng. Thực tế, thời gian qua, nguồn quỹ này đã phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ rủi ro với người lao động. Bên cạnh đó, thì bảo hiểm xã hội các địa phương cũng tích cực triển khai các giải pháp của Trung ương để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận chính sách, góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch. Ông Hồ Văn Thoại, sinh năm 1976, bị tai nạn lao động năm 2020. Công ty đã chuyển ông từ công việc bốc xếp sang làm nhân viên bán xăng dầu của cửa hàng xăng dầu thuộc công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Nhờ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, ông và gia đình đã vượt qua những khó khăn thời điểm đó. Sau khi bị tai nạn lao động được giám định thương tật 32%, bên cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả trợ cấp hàng tháng 710.000 đồng. Các đồ chính sách như trả tiền viện phí thuốc men, chi phí thuốc men và các chế độ như trả lương hàng tháng và hỗ trợ trợ cấp khó khăn. Ban lãnh đạo công ty đặc biệt nghĩa là ý thức rất cao trong cái việc là công ty làm sao mới thực hiện tốt các cái chế độ về bảo hiểm xã hội cũng như là liên quan đến các bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Người lao động mà khi chẳng may mà xảy ra cái tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp ấy, thì có được các cái chế độ hỗ trợ từ các cái cơ quan, chẳng hạn như bảo hiểm xã hội. Theo Bảo hiểm xã hội Bình Định, từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận 363 hồ sơ lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền chi trả gần 10 tỷ đồng. Nguồn quỹ này còn chi hàng tỷ đồng cho các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, giám định thương tật, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, góp phần chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chúng ta tăng cường công tác thanh tra kiểm tra không những cái việc là để tổ chức thực hiện cho đúng mà còn giúp cho chủ sử dụng lao động có trách nhiệm trong cái việc tổ chức thực hiện đóng cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp để khi người lao động không may bị tai nạn lao động thì được hưởng thụ hưởng chính sách này. Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ trong cái việc quản lý người tham gia rồi người thụ hưởng cái chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong thời gian tới. Không chỉ hiệu quả trong chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội Bình Định cũng nhanh chóng triển khai Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có việc miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, từ đó nhiều doanh nghiệp có quy mô nhỏ tại địa phương đã phần nào có thêm nguồn lực để vượt khó sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Nghị quyết 68 hỗ trợ rất là nhiều cho người sử dụng lao động và người lao động. Trong cái việc là giảm các cái áp lực về chi phí. Thực hiện Nghị quyết số 68/2021 và Quyết định số 23/2021 đến hết tháng 6/2022, Bảo hiểm xã hội Bình Định đã miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng cho hơn 173.000 lao động của hơn 97.000 đơn vị với số tiền là 24 tỷ 110 triệu đồng, góp phần động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn, dần ổn định sản xuất.